because they stay in the job. Trong cái suy nghĩ của em thì em luôn là đặt mình trên tất cả mọi người, là có nghĩa là em là sẽ đéo sợ thằng nào hết. Phận là con tiếng nắm đầu gấu, rất là tự hào nắm đấm có màu máu, tức thể hiện để giữ cái thể diện rồi lại bất ngờ khi ôm cái đầu mà. Không biết anh có lắng nghe những lời em viết, sao nỗi nhớ anh giờ hồn chết, khi thấy tia sáng anh có mong muốn ôm em một yên, nhưng thôi biết sao đây. Shake your body, don't stop, don't miss.